mọi người đã quay trở lại với Coin số 8 TV. Mình là Linda và đã rất lâu rồi mình không ra video mới. Thì hôm nay, nhân dịp thị trường đang khá đâm và rất là nhiều coin thì đã discount 50%, Linda sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu tổng quan, tức là điểm qua top 20 đồng coin có vốn hóa lớn nhất thị trường trên CoinMarketCap. Thì Linda hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể đưa ra một cái quyết định sáng suốt trong việc nên chọn mua coin nào trong lúc thị trường đang sell off như thế này. Mình bắt đầu ha. Top 1 thì không ai khác chính là Bitcoin, đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường và được nhiều người biết đến nhất. Kể cả ba mẹ mình cũng biết Bitcoin là gì luôn. Tại vì Bitcoin chính là kẻ khai sinh ra thị trường crypto và hiện đang nắm tổng cung là 21 triệu. Thì thật ra là trong lúc mà thị trường đang sell off như thế này và đang dần tiến vào thời kỳ downtrend á, các bạn nên cân nhắc đầu tư vào Bitcoin, tại vì đây vẫn là một kênh đầu tư an toàn nhất hiện tại. Nhắc tới BTC thì không thể nào không nhắc tới Ethereum, tức là ETH. Thì nếu bạn nào đoán ETH ở vị trí thứ 2 trong danh sách này thì bạn đã đoán chính xác rồi. Năm 2021 thì có thể nói là thời hoàng kim của Ethereum, tại vì giá của ETH đã tăng trưởng vượt bậc và ETH đã lập ATH vào tháng 11 năm 2021 ở mức gần 4.000 USD. Thì hiểu nôm na ấy, thì Ethereum là nền tảng tiên phong về mảng DeFi này, là hệ thống blockchain mã nguồn mở và các smart contract, tức là các cái hợp đồng thông minh, và nó hoạt động như là cơ sở hạ tầng cho hầu hết các cái ứng dụng phi tập trung hay còn gọi là DApp. Thì ATH thì hiện đang là hệ sinh thái có cái TVL, tức là giá trị khóa lại trên chuỗi lớn nhất ở hiện tại với con số là 160 tỷ USD, cũng như là có số lượng dự án build ở trên ATH lớn nhất trong crypto. Thì ở năm 2021, với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ NFT cũng như là các game play to earn đó, thì Ethereum cũng được chú ý nhiều hơn bởi vì nó là nơi mà xu hướng này bắt đầu. Thì đồng ETH cũng đang dần trở thành cái mà người ta gọi là tiền tệ của Internet và được dùng trong gần như toàn bộ các dự án đang triển khai trên Ethereum. Thì tuy nhiên thì ETH vẫn còn tồn tại những cái vấn đề như là phí cao này, tốc độ chậm này, nhưng mà ETH vẫn đang khắc phục và vẫn đang được cộng đồng tin dùng và ủng hộ, cũng như là các cái dự án ra đời sau luôn tự coi mình là Ethereum killer, tức là kẻ giết chết Ethereum, nhưng chưa thật sự dự án nào có thể đánh bại được cái đồng coin của Vitalik Buterin này, và thậm chí là ETH đang có tiềm năng thay thế BTC trong tương lai. Top 3 mình đưa ra ngày hôm nay thì thật ngạc nhiên, nó lại thuộc về một đồng stablecoin, cũng chính là đồng coin đầu tiên mình mua khi bước vào thị trường crypto, chính là USDT. Thì USDT hay USDT hay Tether chính là một cái stablecoin được neo giá, tức là dựa vào giá trị của đồng USD của Mỹ. Và đây là stablecoin lớn nhất thị trường được phát hành bởi công ty Tether. Thì USDT cũng giống như là một cái cổng payment gateway phổ biến cho mọi người tham gia vào crypto. Thì điển hình như mình là đã dùng P2P để mua USDT bằng Việt Nam đồng trước khi tham gia vào thị trường crypto. Tuy nhiên thì Tether đang gặp vấn đề về bảo chứng, tại vì có nhiều cái cáo buộc thì tuyên bố rằng một USDT của Tether thì thực tế chưa gắn liền với trị giá 1 đô la của Mỹ. Tuy nhiên thì Tether hay là USDT vẫn là đồng stablecoin phổ biến nhất trong thị trường crypto hiện tại. Top 3 thì mình đã có một đồng coin stablecoin rồi, thì top 4 mình sẽ có một đồng coin sàn, đó chính là Binance Coin hay còn gọi là BNB. Thì BNB hay là BNB chính là đồng coin nền tảng hay là coin sàn của sàn giao dịch Binance. Vì không ai trong chúng mình không biết Binance đúng không? Vì đây là sàn giao dịch tiền mã hóa top 1 ở thị trường hiện tại. Thì BNB thì có tác dụng là được sử dụng ở mạng lưới Binance Smart Chain để làm phương thức thanh toán này, hoặc là trả phí giao dịch. Thì mạng lưới BSC thì như các bạn đã biết thì có ưu điểm là phí rẻ và tốc độ giao dịch cao. Tuy nhiên thì dạo gần đây chính vì cái điều này thì có quá nhiều các dự án xây trên BSC khiến cho số lượng giao dịch tăng đột biến, dẫn tới bị ngãn mạng này, rồi đẩy phí gas lên cao. Cho nên mình hy vọng là các cái vấn đề này có thể được giải quyết trong tương lai. Thì tóm lại thì cái sự phát triển của cái đồng BNB này nó sẽ gắn liền với sự phát triển của mạng lưới BSC, và việc rất là nhiều cá voi này đang hold BNB này, cũng như là cái việc BNB được chống lưng bởi một KOL tức là CZ, thì khiến cho BNB trở thành đồng coin được đánh giá là rất an toàn để các bạn nắm giữ.
Thì trong năm 2021 thì BNB đã được cập nhật thêm cơ chế đốt coin từ phía giao dịch trên Binance Smart Chain, thì điều này được kỳ vọng sẽ giúp mang đến tác động giảm phát nhằm đẩy giá BNB lên cao nữa. Không biết ở đây có bạn nào là fan của ADA không? Linda thì không phải là fan của ADA, nhưng Linda rất là thích cái logo của ADA tại vì nó rất là đẹp. Thì ADA hay là Cardano thì được thành lập vào năm 2015 bởi nhà đồng sáng lập Ethereum là Charles Hoskinson. Thì Cardano được coi là một cái nền tảng Proof of Stake, thì là phi tập trung thế hệ thứ 3, tức là một cái giải pháp thay thế hiệu quả hơn cho Proof of Work của Ethereum 2.0. Thì theo một cái cuộc khảo sát gần đây á, thì Cardano chính là cái tên được nhiều người kỳ vọng là sẽ có thể thay thế cho Ethereum nhất, cho thấy niềm tin của cộng đồng về cái nền tảng này. Tuy nhiên á, là một cái ưu điểm của Cardano mà Linda không thích đó là tốc độ triển khai quá chậm, bởi vì cái dự án này nó quá hiện đại, sử dụng nhiều công nghệ quá phức tạp, cho nên là đội ngũ dự án gặp rất là nhiều vấn đề trong cái quá trình mà triển khai cái dự án này. Thì mãi đến tháng 9 năm 2021 á, thì Cardano mới có thể hỗ trợ smart contract nè. Và tính tới bây giờ á, thì Cardano cũng mới chỉ có một sàn DEX là sàn SyndiSwap được thông báo triển khai thôi. Cho nên là một số cái nhà phân tích thì đánh giá là Cardano không đủ cạnh tranh xử lý giao dịch để có thể bị kịp Ethereum, chứ không nói gì đến việc cạnh tranh với các cái nền tảng blockchain tốc độ cao như là BSC, Polygon hay là Solana. Thì cho nên đây sẽ là những cái vấn đề mà Cardano sẽ phải giải quyết trong năm 2022 nếu muốn tiến xa hơn và thực sự khẳng định mình là một Ethereum killer. Hồi nãy thì mình đã có đồng USDT đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có một đồng stablecoin tiếp theo, chính là USD Coin hay còn gọi là USDC. Thì USDC chính là đồng stablecoin neo giá vào USD, chính là có nghĩa là dựa vào giá trị của USD của Mỹ, được phát hành bởi Circle, một cái công ty startup về công nghệ thanh toán của Mỹ. Hiện tại thì có hai công ty đang quản lý USDC, đó chính là Circle và Coinbase, đã được đăng ký và cấp phép là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Thì USDC còn là stablecoin chính thức của Coinbase, tức là sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới. Thì USDC có rất là nhiều lợi ích, ví dụ như là mã nguồn của USDC á, là mã nguồn mở, do đó người dùng có thể dễ dàng kiểm tra mọi hoạt động phát hành và số lượng USDC đang được lưu thông trên thị trường này. Ngoài ra thì USDC còn được kiểm toán thường xuyên từ các công ty kiểm toán hàng đầu. Cho nên vì vậy á, thì USDC là một đồng stablecoin minh bạch, có uy tín và được đánh giá cao hơn so với đồng USDT, và đang ngày càng trở thành một thế lực stablecoin mà đến chính USDT cũng phải dè chừng. Nên các bạn có thể tham khảo tiềm năng của đồng stablecoin này nhé. Top 7 của chúng ta là một đồng coin cực kỳ hot trong năm vừa qua, đó chính là Solana hay còn gọi là Sol. Thì đây là nền tảng blockchain mã nguồn mở có hiệu suất cao và có khả năng mở rộng lên tới tận 50.000 giao dịch trên một giây. Thì đây là hệ sinh thái và có chi phí khá là rẻ và tốc độ lại rất là nhanh. Thì hệ sinh thái Solana thời gian qua đã phát triển một cách thành công rực rỡ và thu hút được số lượng người dùng cực kỳ lớn đổ về, cạnh tranh với lại là BSC và ETH luôn. Thì ý tưởng về Solana thì đã nhen nhóm từ 2017, và Solana Labs thì được thành lập vào năm 2018 bởi các cựu thành viên của Qualcomm, tức là công ty bán dẫn hàng đầu của Mỹ. Thì ngoài ra thì Solana còn nhận được sự hậu thuẫn từ sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, hay là CEO Sam Bankman-Fried của FTX, tức là Samsung ha, thì từng tuyên bố muốn đưa Solana thành hệ sinh thái số 1 thế giới. Nếu mà bạn nào trong này từng đến ngân hàng để chuyển tiền xuyên biên giới thì chắc chắn là sẽ biết đến cái giải pháp SWIFT mà các cái ngân hàng thường sử dụng, SWIFT ha. Thì XRP thì là một cái loại tiền điện tử hoạt động như là một mạng thanh toán kỹ thuật số cho các giao dịch tài chính, và nó chính là cái giải pháp thay thế cho cái SWIFT mà mình vừa mới nói ban nãy. Thì cái XRP thì cung cấp cho các đối tác cũng như là các cái tổ chức tài chính phương tiện nhanh nhất với chi phí thấp nhất để thực hiện thanh toán xuyên biên giới, thay thế cho SWIFT luôn.
Cho nên đó là XRP có tính thanh khoản cao nè và có ứng dụng rộng rãi. Và đặc biệt á, thì trong năm 2021 cũng như là trong tương lai á, nếu mà càng lúc càng nhiều các cái tổ chức tài chính tham gia vào crypto thì XRP sẽ có lợi thế để hợp tác với rất nhiều tổ chức khác trước đó. Thì tuy nhiên cái công ty Ripple của XRP thì lại đang gặp vấn đề với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ hay còn viết tắt là SEC. Thì vào năm 2020, SEC đã kiện Ripple với cáo buộc XRP là chứng khoán. Bạn nào mà có theo dõi cái vụ kiện giữa hai công ty này thì biết đây chính là một drama ở trong thế giới crypto. Top 9 của tụi mình là một đồng coin vô cùng thú vị, đó chính là Terra hay còn gọi là Luna, bởi vì đây là giao thức blockchain sử dụng các loại stablecoin để tạo ra một loại tiền điện tử ổn định về giá và được gắn liền với nhiều loại tiền tệ fiat, tức là tiền tệ pháp định. Ví dụ như là nó sẽ tạo ra các cái đồng tiền gắn liền với lại là USD của Mỹ hay là gắn liền với các cái tiền tệ fiat của các cái đất nước khác. Thì đây là một cái blockchain được thiết kế riêng cho mảng stablecoin và là một cái con át chủ bài cực kỳ quan trọng sau này. Thì tuy nhiên là cái nhóm phát triển nhận ra là cái sự ổn định về giá thì không đủ để đảm bảo cho cái sự chấp nhận rộng rãi đối với cái đồng coin này. Cho nên là trong tương lai, Luna rất là có thể sẽ trở thành một phần của một cái ngân hàng trung ương kỹ thuật số. Bởi vì cái hệ thống độc đáo của Luna thì sẽ giúp thay thế các cái chuỗi thanh toán phức tạp và tốn kém. Thì cái đồng Luna thì được sử dụng để staking này, bảo mật mạng này, quản trị này, bảo đảm cho sự ổn định giá của các đồng stablecoin. Thì gần đây thì Luna đang chi và được nhận đầu tư từ rất rất là nhiều tiền để phát triển hệ sinh thái và có cơ chế burn coin liên tục. Luna còn là hệ sinh thái DeFi lớn thứ hai sau ETH, có giá trị TVL lên tới 18 tỷ đô la. Top 10 của chúng ta là một đồng coin được yêu thích bởi rất nhiều người, đó chính là Polkadot hay còn gọi tắt là Dot. Thì Polkadot là một nền tảng blockchain hay là cụ thể là một công nghệ đa chuỗi, không đồng nhất và có khả năng mở rộng cao. Thì đây là một cái giao thức mã nguồn mở nhằm kết nối tất cả các blockchain khác nhau, cho phép chúng hoạt động cùng nhau và chuyển bất kỳ một cái dữ liệu nào. Thì cái tầm nhìn của Polkadot đó là tạo ra một cái decentralized web, tức là một cái mạng phi tập trung, nơi mà danh tính và dữ liệu chúng ta được kiểm soát bởi chính chúng ta, chứ không phải bất kỳ một bên thứ ba hay là một cái tổ chức phi chính phủ nào đó. Thì nói về công nghệ thì Polkadot là thế hệ blockchain 3.0 nha, tức là vượt trội hơn cả ETH và Bitcoin. Còn nói về khả năng mở rộng thì Polkadot là hệ sinh thái gồm các blockchain khác kết nối và hoạt động song song, tức là khả năng mở rộng và reach rất là cao. Hiện nay thì Polkadot có tới 19 quỹ đầu tư đã sở hữu đó và đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái này như là Grayscale, này, A16Z, này, Alameda Research, v.v. Cho nên đây có thể là một đồng coin mà bạn nên quan tâm đầu tư. Nãy giờ thì mình đã nói về stablecoin nè, coin nền tảng nè, coin sàn. Thì bây giờ mình sẽ đến với một cái xu hướng trong năm 2021, đó là xu hướng meme coin hay còn gọi là meme coin. Thì ở đây top 11 mình sẽ có Dogecoin hay còn gọi là Doge hay là Dog gì đó. Thì đây là một cái loại tiền tệ kỹ thuật số phân quyền dựa trên mã nguồn của Litecoin. Thì đây là đồng tiên phong cho meme coin hay là meme coin, lấy hình tượng từ chú chó. Và cái đồng Dogecoin này thì được chống lưng bởi Elon Musk. Thì mục đích của Dogecoin là ứng dụng vào khả năng thanh toán. Thì rất bất ngờ là thật ra là Dogecoin đã có một roadmap cực kỳ chi tiết. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc của team phát triển đối với cái đồng coin này, chứ nó không đơn thuần chỉ là một meme coin nữa. Cho nên các bạn có thể theo dõi cái sự phát triển của Dogecoin để đưa ra quyết định có xuống tay với cái đồng coin này không. Top 12 thì mình có một đồng coin cũng cực kỳ hot trong năm 2021 vừa rồi, đó chính là AVAX hay còn gọi là Avalanche. Thì thật ra nhiều bạn tin rằng đáng lẽ AVAX phải xếp hạng cao hơn chứ không phải là ở 12 đâu, cho nên mình sẽ cùng mong chờ tới cái bảng xếp hạng vào năm 2022 nha. Thì Avalanche hay là AVAX là một cái nền tảng nguồn mở để khởi chạy các cái DApp và phát triển và triển khai các cái blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác được. Thì với cái khả năng mở rộng cao như này thì nền tảng này sẽ giải quyết các cái vấn đề mà hiện tại Ethereum đang gặp phải. Cụ thể thì vấn đề gì á? Thì hiện nay thì thị trường tài chính vẫn đang bị phân mảnh này, vì do luật lệ này,
do các cái khoảng cách địa lý, cho nên cái việc giao dịch sẽ gặp nhiều khó khăn và một cái khối lượng giá trị tài sản lớn thì không thể nào tiếp cận được với nhu cầu người dùng. Cho nên Avalanche đã cung cấp các cái công nghệ nổi bật như là tốc độ xử lý giao dịch nhanh này, rồi khả năng mở rộng này, rồi bảo mật này, hỗ trợ smart contract, và Avax thì được tạo ra để phục vụ thị trường tài chính. Cho nên cái ý tưởng của Avalanche là một cái ý tưởng tương đối đột phá, và cái mô hình của Avalanche thì được đánh giá rất cao bởi rất là nhiều người có tên tuổi nổi tiếng. Các bạn có thể theo dõi cái hệ sinh thái này, cái đồng coin này để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nha. Có Dogecoin thì chắc chắn chúng ta không thể nào thiếu Shiba Inu hay là đồng Shib. Thì cái meme coin này thì được dựa trên cái hình tượng là chú chó Shiba. Thì cái meme là cái meme ban đầu không có giá trị nhiều, nhưng mà sau này khi mà cái cộng đồng meme nó rất đông đảo và meme coin thì đang có giá trị lớn, cho nên tính thanh khoản của Shiba vẫn rất là ấn tượng. Thì Shiba hiện là đồng điện tử đại diện cho dự án Shiba Inu và được phát hành dưới dạng token ERC20. Đồng coin tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người đó là Polygon, hay còn gọi là Matic Network. Thì thật ra là như mình nói hồi nãy thì rất là nhiều đồng coin đòi làm Ethereum Killer, thì Polygon cũng không phải là ngoại lệ. Thì thật ra mà để làm Ethereum Killer á, thì tất cả các đồng coin này đều giải quyết các cái vấn đề liên quan về tech, cho nên là giải thích ra thì nó là hơi phức tạp cũng như hơi khó hiểu một tí, cho nên mình cũng chỉ đi nhanh thôi. Thì Matic Network hay là Polygon á, là một cái giải pháp mở rộng dựa trên sidechain cho các cái public blockchain, và nó sử dụng công nghệ Plasma cung cấp khả năng mở rộng cho các sidechain trong khi vẫn đảm bảo các cái trải nghiệm người dùng cũng như là các cái tính bảo mật hay là phi tập trung của blockchain. Thì cũng như các cái Ethereum Killer thì Matic Network cũng tập trung giải quyết các cái vấn đề như là tốc độ giao dịch này, thông lượng thấp này, khả năng mở rộng hạn chế này, kích thước của các blockchain hạn chế này, vân vân. Thì đây là một cái coin về layer 2 và giải quyết các cái vấn đề về giao dịch cũng như là phi trên cái nền tảng Ethereum, và vẫn đang cố gắng trở thành một Ethereum Killer như mình đã nói. Nãy giờ thì mình đã nhắc đến USDC này, USDT, thì bây giờ mình sẽ có một đồng stablecoin tiếp theo nhưng được xây dựng và hoạt động trên BSC, tức là Binance Smart Chain. Đó chính là đồng Binance USD, hay còn viết tắt là BUSD. Thì BUSD hay là Binance USD thì là đồng tiền kỹ thuật số stablecoin được Binance hợp tác với lại là công ty Paxos Trust ra mắt. Thì BUSD đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Dịch vụ Tài chính tiểu bang New York, là một trong những cái cơ quan quản lý nghiêm ngặt nổi tiếng trên thế giới. Thì BUSD cũng đã hợp tác với ngân hàng giám sát dựa trên tiền mã hóa Paxos đã có lịch sử lâu dài. Và về mặt kỹ thuật đó, thì Paxos chính là nhà phát hành của BUSD chứ không phải là Binance nha, vì tất cả các đô la Mỹ hỗ trợ cho BUSD thì đều được giữ lại. Thì BUSD hỗ trợ trên rất nhiều nền tảng nhưng chủ yếu là BEP20, tức là Binance Smart Chain, và được mua bán theo tỷ lệ 1 BUSD thì bằng 1 USD. Thì đây là một dạng stablecoin được chống lưng bởi Binance nằm ở trên hệ sinh thái BSC. Top 16 của tụi mình là một đồng coin cực kỳ mới lạ, đó là đồng CRO, Crypto.com Coin. Thì đây là một coin sàn của sàn Crypto.com, một cái sàn giao dịch hàng đầu hiện nay. Và đây cũng là một cái coin nằm trong hệ sinh thái Crypto.com Chain. Thì Crypto.com Chain là một blockchain công khai, mã nguồn mở, phi tập trung với tốc độ cao và phí thấp, được thiết kế để trở thành một blockchain giúp thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt các công nghệ thông qua các cái trường hợp sử dụng như là Payments, DeFi hay là NFT. Hiện tại thì CRO đang được chạy chủ yếu trên nền tảng của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20. Top 17 của tụi mình cũng lạ không kém top 16, đó chính là đồng VWBTC, Wrapped Bitcoin. Thì Wrapped Bitcoin là một cải tiến khá mới mang lại hiệu quả BTC cho blockchain của Ethereum. Nghe lạ ha, tức là BCC mà lại trên Ethereum á.
Thì một trong những cái trường hợp sử dụng chính của WBTC chính là nằm trong cái lĩnh vực tài chính phi tập trung hay là mảng DeFi. Thì mặt khác thì Wrapped Bitcoin ra đời với vai trò là cầu nối tiền điện tử giữa Bitcoin và Ethereum, hay còn có tên gọi là phiên bản Bitcoin trên Ethereum. Với cái ý tưởng độc đáo này thì các bạn hãy theo dõi cái sự phát triển của đồng này để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư nha. Cuối năm ngoái thì Near Protocol hay còn gọi là đồng Near đã nhận được rất nhiều sự chú ý bởi sự tăng trưởng vượt bậc của nó trong năm vừa qua. Bạn nào mà có đầu tư đồng Near thì chắc chắn là đã có một cái Tết ấm no rồi đúng không? Thì Near Protocol là một blockchain hoạt động theo cơ chế Public Proof of Stake và là sharded. Thì hiểu nôm na thì đây là một cái nền tảng đám mây do cộng đồng điều hành, có khả năng mở rộng cao và chi phí thấp. Nghe như là những cái vấn đề của Ethereum đúng không? Thì điểm đặc biệt là Near không phải là sidechain, cũng không phải là ERC20 token hay là một blockchain riêng biệt. Nó chỉ đơn giản là giao thức một lớp, một layer được thiết kế để độc lập hỗ trợ cho nền tảng Open Web. Thì Near là một coin nền tảng sử dụng công nghệ sharding, cũng là một nền tảng mới đang phải giải quyết các vấn đề mà ETH gặp phải. Chắc là nó cũng đang muốn trở thành một ETH killer đây, đúng không? Thì dự án này được nhiều backer hỗ trợ cho sự phát triển như là A16Z, Coinbase Ventures, Libertas Capital, vân vân. Stablecoin cuối cùng mà mình có trong top 20 ngày hôm nay đó chính là Terra USD, viết tắt là USD. Đây là một stablecoin thuật toán sinh lời, là một phần của hệ sinh thái Terra Luna và được thiết kế để duy trì giá trị bằng đồng đô la Mỹ, cũng giống như là USDT hay là USDC mà mình vừa mới nói thôi. Thì để tạo ra một USD mới thì người dùng được yêu cầu tương tác với lại là Anchor Protocol và đốt một lượng Luna có giá trị tương đương của mạng hoặc khóa một lượng Ether ETH tương đương làm tài sản thế chấp. Thì cái việc mà bổ sung Ether như một hình thức tài sản thế chấp thì đã thúc đẩy mọi thứ lên mức cao đối với USD, và cái sự tăng trưởng của USD thì đã dẫn đến việc cái mạng Terra đã vượt qua mạng Binance Smart Chain về tổng giá trị bị khóa, tức là cái lượng TVL trên giao thức hiện ở mức 18.8 tỷ đô la theo dữ liệu từ DeFi Llama. Last but not least, đồng coin cuối cùng của mình là một đồng coin hứa hẹn sẽ sánh ngang với lại ETH. Nãy giờ thì các bạn nghe câu đó cũng nhiều rồi đúng không? Ai cũng hứa hẹn là sẽ đòi là ETH killer hết. Tuy nhiên á, đồng coin này có một hướng tiếp cận hoàn toàn khác, và đồng coin mình đang nói đến chính là Chainlink hay còn gọi là Link. Thì hiểu nôm na thì đích đến của mọi cái blockchain đó tức là áp dụng vào thực tiễn và giúp thế giới trở nên tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn đúng không? Thì sẽ có một cái mảng gọi là mảng Oracle, tức là dịch vụ cung cấp thông tin từ bên ngoài đời để đưa vào trong mạng lưới blockchain. Có nghĩa là Oracle chính là cầu nối giữa blockchain và thế giới thực, và Link hay là Chainlink chính là ông trùm trong mảng Oracle. Nghĩa là không có Chainlink thì không thể nào có DeFi và không thể nào đưa dữ liệu ở thế giới thực vào thế giới blockchain được. Cho nên là Oracle là thứ bắt buộc phải có. Ngoài ra thì cố vấn của Chainlink là cựu giám đốc Google này, cũng là CTO của Coinbase và thậm chí là giám đốc điều hành LinkedIn cũng đang là cố vấn cho Chainlink. Chainlink hiện tại thì có hơn 1.000 dự án trong tay và được rất nhiều ông lớn chống lưng như là quỹ A16Z hay là Google. Thực ra thì cái danh sách mà Linda vừa cung cấp rất là sơ lược cũng như là rất là căn bản, cho nên cũng có thể chỉ cung cấp cho mọi người một cái góc nhìn tổng quan về top 20 đồng coin có vốn hóa lớn nhất thị trường thôi. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là có một vài đồng coin thì mình đã biết, nhưng cũng có vài đồng coin thì cũng cực kỳ bất ngờ đúng không? Cho nên Linda hy vọng là những cái thông tin mà Linda cung cấp có thể giúp các bạn đưa ra một cái quyết định đầu tư đúng đắn trong tương lai. Còn nếu bạn nào đã coi tới đây thì hãy comment cho Linda biết xem thử là bạn đang nắm giữ coin nào trong top 20 vừa rồi và kỳ vọng giá của bạn ra sao. Cũng như là bạn có thể comment cho Linda biết xem thử là coin nào đang nằm ngoài top 20 nhưng vẫn có khả năng lọt top 20 này trong tương lai. Còn bây giờ, nếu mà bạn nào thích video này thì hãy cho Coin68 TV một like và một subscribe nha. Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau. Bye bye!